Chào mừng các anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh video của mình. Hôm nay mình sẽ cùng với các anh chị và các bạn chúng ta sẽ tìm hiểu về vòng lập for ở trong backend nha các anh chị nha. Trước tiên mình sẽ cùng với các anh chị chúng ta sẽ tìm hiểu về các dạng của vòng lập for ở trong backend nha các anh chị. Về cú pháp vòng lập for ở trong backend nha các anh chị, chúng ta có cái dạng tiếng. Dạng tiếng ở đây chúng ta có vòng lập for đây các anh chị. For chúng ta sẽ có cái biến đếm ở đây các anh chị ha. Biến đếm ở đây chúng ta sẽ gán cái giá trị là giá trị nhỏ nhất và tu tới giá trị lớn nhất, giá trị max. Sau đó chúng ta sẽ thực hiện một cái câu lệnh là các anh chị nè. Đây là cái dạng tiếng, tức là cái biến đếm chúng ta sẽ đi từ cái giá trị nhỏ nhất cho đến giá trị lớn nhất các anh chị ha. Và hình ngược lại chúng ta cũng có một cái dạng thứ hai là dạng lùi của vòng lập for các anh chị. Đối với dạng lùi này thì cái biến đếm nó sẽ là cái giá trị lớn nhất. Đầu tiên chúng ta sẽ gán cho nó giá trị lớn nhất, sau đó chúng ta sẽ down tu, chúng ta sẽ đi về cái giá trị nhỏ nhất. Đối với dạng lùi vòng lập for chúng ta sẽ đi cái biến đếm chúng ta sẽ đi từ cái giá trị lớn nhất đây các anh chị. Chúng ta sẽ đi từ cái giá trị lớn nhất, chúng ta gán cho bằng giá trị lớn nhất, chúng ta sẽ đi ngược về cái giá trị nhỏ nhất các anh chị ha. Thì sau mỗi cái lần lập như vậy là sẽ thực hiện một cái câu lệnh S là các anh chị ha. Để hình dung được cái vòng lập for chúng ta sẽ làm một cái bài tập nho nhỏ để chúng ta hình dung được cái vòng lập for trong backend nha các anh chị nha. Ở đây mình có một cái bài thực hành như vậy các anh chị. Đề yêu cầu chúng ta là viết một cái chương trình tính tổng S sẽ bằng 1 cộng 2 cộng chấm chấm cộng tới N như vậy các anh chị. Về ý tưởng để giải quyết bài toán này, đầu tiên mình sẽ yêu cầu người dùng nhập vào một cái số nguyên dương N các anh chị. Nếu như mà người dùng người ta nhập vào N bằng 3 thì mình sẽ lấy 1 cộng 2 cộng 3 các anh chị ha. Mà N bằng 10 thì mình sẽ lấy 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng 5 cộng 6 cộng 7 cộng 8 cộng 9 cộng 10 cộng cho tới N như vậy các anh chị ha. Đối với lại cái dạng tiếng thì chúng ta sẽ sử dụng cái vòng lập for, chúng ta sẽ cho chạy từ 1 biến đếm chúng ta sẽ cho chạy từ 1 cho tới N. Sau mỗi lần lập như vậy thì chúng ta sẽ lấy cái tổng S đó các anh chị. Cái tổng S chúng ta sẽ cộng thêm cái biến đếm này là nó sẽ ra được cái kết quả S cuối cùng các anh chị ha. Đối với dạng lùi thì chúng ta sẽ sử dụng cái cú pháp down tu các anh chị ha. Ở trong bài thực hành này mình sẽ sử dụng cả hai dạng, dạng tiếng và dạng lùi để cho các anh chị dễ dàng chúng ta hình dung được cái vòng lập for trong backend nha các anh chị nha. Bây giờ các anh chị chúng ta sẽ mở cái phần mềm pre-backend lên, chúng ta bắt đầu chúng ta lập ra giải cái bài toán này nha các anh chị ha. Ở đây mình đã khởi động cái phần mềm pre-backend lên các anh chị. Bây giờ bắt đầu mình viết chương trình nha các anh chị nha. Đầu tiên chúng ta sẽ khai báo cái tên chương trình này các anh chị. Ở đây tên chương trình mình sẽ đặt cái tên là tính tổng S nha các anh chị nha. Tính tổng S ha. Mình sẽ khai báo một cái thư viện CRT nha các anh chị nha. Tiếp theo là mình sẽ khai báo biến các anh chị. Thì biến ở đây chúng ta thứ nhất chúng ta có một cái số nguyên dương N, mình sẽ khai báo một biến N này các anh chị. Thứ hai ở trong vòng lập for chúng ta sẽ có một cái biến đếm. Mình đây mình khai báo một cái biến Y làm biến đếm các anh chị ha. Và cái thứ ba sau khi mà vòng lập chạy chúng ta sẽ thực hiện cái việc tính tổng. Đây mình đặt một cái tổng là tổng S này các anh chị. Tổng S các anh chị ha. Và mình cho cái kiểu đây là kiểu integer nha các anh chị. Số nguyên các anh chị ha. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình vào phần thân của chương trình các anh chị. Đầu tiên mình sẽ có cái lệnh xóa màn hình. Mình sẽ hiện ra màn hình cái câu thông báo yêu cầu người dùng nhập vào cái số N nguyên dương N các anh chị ha. Đây nhập vào số nguyên dương N nha các anh chị. Sau khi người dùng nhập cái số nguyên dương vào thì chúng ta sẽ tiến hành ra đọc cái biến này nha các anh chị. Ra đọc N các anh chị ha. Sau khi chúng ta có số nguyên dương N rồi thì bây giờ ở đây mình sẽ gán cái tổng S. Cái tổng S ở đây mình sẽ gán bằng 0 trước các anh chị. Đầu tiên cái tổng S sẽ là bằng 0 các anh chị ha. Sau đó mình sẽ cho cái vòng lập for. For nó sẽ chạy. Đầu tiên mình sẽ dùng cái dạng tiếng là cái biến Y, biến đếm của mình. Biến đếm ở đây mình sẽ cho nó bằng 1 trước các anh chị, nó sẽ chạy từ giá trị nhỏ nhất các anh chị ha. Nó chạy từ giá trị nhỏ nhất ở đây là 1. Mình sẽ cho nó chạy tới N các anh chị. Và sau khi mà nó chạy tới N rồi thì mình sẽ thực hiện câu lệnh là tổng S. S thì sẽ bằng S cộng với lại Y các anh chị ha. Cộng với cái biến đếm. Thế là đầu tiên cái biến đếm của chúng ta. Thì đầu tiên chúng ta đã gán cái tổng S bằng 0 rồi, nên bây giờ cái biến Y chúng ta bắt đầu từ chạy từ 1. Thì cái S ở đây nó sẽ cộng thêm Y vào, nó cộng thêm 1 vào các anh chị ha. Nó lần lượt cộng như vậy cho tới N nha các anh chị nha. Khi mà vòng lập for nó chạy tới N xong thì nó sẽ kết thúc. Và lúc này chúng ta sẽ thông báo ra màn hình cái kết quả nha các anh chị. Mình sẽ thông báo ra màn hình cái kết quả là tổng S nha các anh chị nha. Tổng S sẽ bằng các anh chị ha. Thì cái chỗ này mình sẽ để cái S ở đây các anh chị. Mình để cái tổng S ở đây.
Để cái biến ép ở đây nha các anh chị nha. Mình sẽ dừng màn hình lại để cho người dùng họ xem kết quả. Cuối cùng chúng ta sẽ kết thúc cái chương trình các anh chị. Mình sẽ lưu cái chương trình này lại với cái tên là tổng ép các anh chị ha. Tổng ép. Rồi, mình sẽ bấm Alt F9, mình compare chương trình. Ở đây chương trình báo không có lỗi các anh chị. Vậy mình sẽ bấm Ctrl F9 để mình chạy chương trình các anh chị ha. Thì ở đây các anh chị thấy là chương trình sẽ hiện lên cái thông báo nhập vào số nguyên dương N. Ở đây mình sẽ nhập vào số nguyên dương số 3 các anh chị. Thì vòng lặp sẽ lấy 1 cộng 2 cộng 3 là bằng 6, thông báo tổng cho chúng ta nha các anh chị nha. Như vậy là mình vừa mới sử dụng dạng tiến của vòng lặp for để mình giải quyết cái bài toán này các anh chị nha. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái dạng lùi của vòng lặp for để cho các anh chị hình dung được luôn nha. Đầu tiên chúng ta sẽ cho cái biến đếm ở đây nó bằng N các anh chị. Biến đếm ở đây bằng N và nó sẽ chạy đao tu cho các anh chị nha. Ở đây các anh chị để ý chúng ta có đao tu. Đao tu tới đây, đao tu tới 1 nha các anh chị. Đao tu tới 1. Và cứ mỗi lần lặp như vậy thì tổng của chúng ta sẽ bằng tổng cũ cộng với lại cái biến đếm các anh chị ha. Như vậy mình sẽ chạy thử chương trình cho các anh chị xem. Ctrl F9. Ở đây tiếp tục mình nhập vào số nguyên dương là số 3 nha các anh chị. Đấy các anh chị thấy tổng chúng ta ở bằng 6 luôn các anh chị ha. Như vậy là mình cùng với các anh chị chúng ta vừa mới tìm hiểu về cái dạng tiến và cái dạng lùi của cái vòng lặp for ở trong Pascal nha các anh chị nha. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị.